Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài động vật rất thú vị và đáng yêu, đó là loài ếch. Ớt. Đầu tiên, bạn có biết rằng ếch là loài động vật sống ở cả trên cạn và dưới nước không? Ếch có bốn chân ngắn và đôi mắt lớn giúp chúng dễ dàng nhìn thấy vào ban đêm. Cơ thể của ếch thường có màu sắc rất đa dạng, từ màu xanh, nâu đến màu cam và đỏ. Điều thú vị là có loại ếch có thể thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh để che khuất mình khỏi kẻ săn mồi. Nói về việc ăn uống, ếch là loài thú rất hay ăn các loại côn trùng như muỗi, rán và bọ cánh cứng. Chúng sử dụng đôi lưỡi dính đặc biệt để bắt côn trùng. Bạn có biết không, một số loài ếch có thể nhả ra chất dịch nhầy từ da để bảo vệ bản thân chúng khỏi kẻ săn mồi. Về sinh sản, ếch đẻ trứng và qua một giai đoạn phát triển từ trứng thành ếch non rất thú vị. Trứng của chúng thường được đẻ trong nước hoặc dưới đống lá rụng và khi trứng nở, nó trở thành ếch non nhỏ xinh. Nhưng bạn có biết không, ếch cũng có vai trò quan trọng trong việc giữ cho môi trường sống của chúng ta cân bằng. Chúng giúp kiểm soát số lượng côn trùng trong môi trường và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn. Ngoài ra, có rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết về ếch trong văn hóa của nhiều quốc gia. Ví dụ, ếch thường được coi là biểu tượng của sự may mắn trong một số nền văn hóa. Vậy đó, các bạn nhỏ, ếch là loài động vật đáng yêu và quan trọng đấy. Chúng ta hãy yêu quý và bảo vệ loài ếch cùng với môi trường sống của chúng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.